À, hôm nay bé sẽ tô màu đúng không? À, rồi à, bé Khánh Ngân đang chuẩn bị tập tô màu đó. Là con giới thiệu coi, hôm nay là tuyển tô màu, còn đây là bút bút tô màu các bạn. Đây có hai loại, đây là bút chì màu, còn cái này là bút màu dầu nhưng mà đó. Thì hôm nay bé Khánh Ngân sẽ tô là bút màu dầu. Đó, rồi con bắt đầu mở ra tô nha. Rồi đây là một nàng tiên cá. Đó, đây là một nàng tiên cá các bạn. Nhìn rất là đẹp. Ở đây thì mình sẽ tô theo cái hình mẫu như thế này. Để quay lại cho các bạn xem nhé. Đây là nàng tiên cá. Tô theo cái hình mẫu nó như thế này các bạn. Đây là những nàng tiên cá. Hôm nay con thích tôm nàng tiên cá nào? Rồi ok, rồi con lấy con tô nha. Rồi bây giờ con tô cái loại bút nào? Rồi, ok. Khánh Ngân đã chọn một cái màu tô bút là bút này là dầu nha các bạn, bút lòng dầu. Đây là những nét đầu tiên các bé nha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Tiếp tục tô thì thẳng cái đầu thẳng lưng lên nha, lưng nghiêng xuống thôi, không nghiêng quá. Đây ngang đằng rồi các bạn. Đây là màu gì vậy? Màu này là màu gì? Vàng. Màu vàng là giống cái nào? Giống cái nào của hình mẫu đây? Đúng, đó là lỗ tai rồi. Bên này nữa phải không? Đây bên này con tô còn xíu nữa nè, còn xíu cái này nè. Rồi con tô đi. Rồi con tô đi. Rồi tiếp tục con tô màu vàng không rồi hả? Rồi tiếp tục con sẽ tô màu gì đây? Nên Ngân sẽ chọn một cái màu khác nha các bạn. Mình chọn màu gì đây? Rồi tiếp tục con chọn màu gì vậy? Màu đó là màu gì? Màu nâu hả? Màu nâu con tô chỗ nào? Chỗ tóc. Rồi ok. Đây nét nét màu nâu là bé Linh Ngân sẽ tô ngay màu tóc nha. Màu nâu là bé Linh Ngân tô ngay tóc luôn. Đây là những nét tập tôi vậy các bạn. Cũng chưa thực sự là đều lắm. Rồi con tô đi. Nhưng mà bé Ngân chỉ biết là những màu sắc nha. Khi tô thì vẫn còn một thể. Con tô phải nhẹ nhàng, đều 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 chứ.
nắp hả? Rồi không sao nè, để nó chút qua lạnh. Rồi tô tiếp đi. Rồi, giờ bà con tô màu gì nữa? Giờ con tô màu gì nữa? Màu gì vậy? Màu đó là màu gì? Màu xanh. Xanh gì? Lá cây. À, vậy, màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây con sẽ tô chỗ nào? À đúng à. Ngân đang nhìn theo hình mẫu tô nha các bạn à, tô ngay vị trí màu xanh lá cây, ngay chỗ cái váy của nàng công chúa. Không, tô là con phải để thẳng cái quyển này rồi bắt đầu con lấy cái tay con tô, chứ con đừng có bẻ cái con tô nha. Đó, thẳng cái đầu lên. Đó, tô phải ngồi thẳng lưng lên chứ, ngồi thẳng lưng đúng. Đó, bắt đầu đó đúng rồi, nhìn xuống tô. Đây là những bước tô đầu tiên của bé Khánh Ngân nhé. Bữa giờ là tập tô cũng vẽ ở ngoài vỡ rất là nhiều rồi à, nhưng mà hôm nay sẽ cho tô ở trên cái quyển tô luôn à. Tuy những bước vẽ thì cũng chưa được nét lắm, nhưng mà cũng đúng ngay những cái ô màu sắc theo cái hình mẫu à. Rất là chăm chú nha các bạn à, các bạn nhỏ thấy không à, bạn Khánh Ngân rất là chăm chú nhé. Tô là cũng nghiêng cái tay thôi chứ con đừng có nghiêng người nha. Nha con, ngồi là phải tô nghiêng cái tay thôi, đúng, giỏi, chứ đừng con đừng có nghiêng người nha. Rồi rồi tiếp tục con lấy màu gì vậy? À, màu đỏ. Màu đỏ là tô chỗ nào? Tô chỗ cái đuôi này. Ờ à, đúng, ờ à, giỏi. Màu đỏ là tô ngay cái đuôi các bạn. Bạn nhỏ. À. À, cái này thì để cho Ngân là tự tô tự lấy màu sắc luôn nha. Đó, tự nhìn nhận và tự lấy màu sắc để tô vào cái hình hình mẫu của nàng tiên cá. Đó, bé Khánh Ngân thì được 3 tuổi rưỡi rồi, hơn 3 tuổi rồi một xíu. Đó.
con ngồi thẳng lên chứ, ngồi thẳng lên đó, đúng rồi, chỉ dùng cái tay tô thôi. Đó. Cái đuôi tô xong chưa? Đuôi, cái đuôi xong chưa? Rồi. Rồi con cứ tỉ nhìn nhận nè con tô đi. Con thích tô màu gì thì con lấy con tô lên. Con tô đi. Thực sự là cái hình này thì nó cũng hơi khó tô nha các bạn nhỏ. Đó, mà như người lớn đây là cũng nhìn vô thì cũng thấy cái hình thì nó cũng hơi là mình khó tô vô những cái ô á. Đó. Thôi thì cứ để bé Hân Nhiên tự nhìn nhận và tự tô vào. Đó. Chủ yếu là tập tô cho cái cánh tay nhuyễn. Rồi xong rồi hả? Rồi tiếp tục con tô màu gì nữa? Tiếp tục con tô màu gì? Màu. Tiếp tục màu gì? Cái đó. À, màu xanh lá cây. Phải không? À, để coi phải không? À, tô cái đường. Phải không? Phải màu đó không? Không. Hả? Đúng không? Phải không? Đúng không? Đúng màu không? Đúng. Mà thấy cái màu này chứ. Màu này nè. Xanh này chứ. Xanh này phải không? Đúng không? Phải. Hả? Màu nào? Hả? Cái đường đó là màu nào? Màu đó luôn à. Rồi con tô đi. Bực quạt rồi mà mới tô có một xíu thôi mà la nóng rồi đó. Đó, để Khánh Ngân đã hoàn thiện được 50% của cái bức hình mẫu này nha các bạn nhỏ. Xong chưa? Cái nào cho đi đi. Hả? Cái nào họ cho. À, lá khỏi tô hả? Rồi, con thích nhìn đó rồi, bắt đầu con tô sao nữa. Cái đó là tô màu nào ta? Cái màu da. Màu gì? Da. Màu da hả? Màu da là màu nào? Rồi lấy thử tô coi. Màu cam. À, màu cam hả? Dạ. Rồi, tiếp tục. Đó, màu đó là màu gì? Đó là màu cam. À, màu cam, đúng. Rồi. Đây, trong cái hình mẫu này là nó hơi là màu cam nha các bạn. À, nên bé Khánh Ngân này nhìn nhận cái màu này là màu cam, đó. Rồi xong rồi hả? Rồi, à, tô ngay chỗ dây đai màu cam. Đúng rồi, trời ơi, ba cũng không nhìn ra luôn. Đúng rồi. Rồi, rồi tiếp tục tô màu gì nữa? Tiếp tục tô màu gì nữa ta? Này. À, màu đỏ là màu gì? Cái nào màu đỏ luôn. Ờ, màu đỏ luôn, ok, đúng rồi. Ờ, rồi. Tiếp tục. Chọc em ngân tô tiếp màu đỏ. Rồi con ngồi thẳng lên nhé, phải thẳng cái đầu lên nhé, phải thẳng đầu lên. Đó, đó.
cũng rất là tỉ mỉ. Nghiêng cái tay qua nghiêng lại. Đó, tô từng nét, sợ lem ra ngoài ô. Rồi, tiếp tục màu nào nữa. Cho tô nữa. Hả? À, màu đó là màu gì? Màu đó là màu gì? Nâu. À, màu nâu hả? Rồi, tiếp tục con tô màu nâu. Màu nâu là màu nào đâu? Nhân kéo từng cây màu ra để chọn màu. Đúng rồi, màu nâu. Đây Nhân đã chọn được màu nâu nhé. Tiếp tục tô. Rồi, à, tiếp tục tô màu gì nữa ta? Màu đó là màu gì? Màu đó là màu gì vậy? Màu đó là màu đỏ luôn chứ, phải không? Đỏ. À, đúng rồi. Nè, là ngay đây nè, ngay đây nè, màu đỏ ngay đây nè. Rồi, tiếp tục con lấy màu đỏ con tô đi. Con phải thẳng cái ngựa lưng lên một xíu nha, đừng nghiêng xuống ta. Đúng rồi, đó, phải ngồi thẳng như vậy, đừng có nghiêng cái người quá nha. Rồi, xong chưa? Rồi, con ngay đây là màu gì đây nè? Ngay đây là màu gì? Đây là màu gì? Nhìn ra đây, màu gì? Màu này là màu gì? Chỗ này màu gì? Cái này màu... màu... này luôn. Hả? Này luôn. Không phải. Nè, con nhìn bên này nè, ngay đây nè, ngay vị trí này nè. Hả? Ngay vị trí đó là màu gì vậy ta? Này màu... này. À, màu đó là màu gì? Này là màu... 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 màu xanh. À, màu xanh, đúng. Rồi. Màu xanh lá cây. Đâu? Yeah. Cái này là màu xanh đậm nha. Màu xanh đậm chứ không phải màu xanh lá cây. Rồi, màu xanh tiếp. Lá cây mà. Đâu, màu xanh lá cây là màu này nè. Màu xanh lá cây là màu này nè. Chưa? Yeah. Màu này là màu xanh đậm nha. Đúng không? Rồi, ok. Rồi, con tô đi. Mà cái màu này. Rồi, con tô màu nào đi thì con tô. Con tô màu xanh lá cây cũng được. Rồi. Rồi, Khánh Ngân thích tô cái vị trí đó là cái màu xanh lá cây. À, ngồi thẳng lên chứ, phải ngồi thẳng cái người lên, thẳng cái người con lên. Đúng, phải thẳng người lên chứ, đó, đúng. Đó, như vậy đó, cho nó khỏi cong lưng chứ. Chứ con ngồi nó nghiêng xuống là nó cong lưng đó. À, đó, đúng rồi. Rồi, lại còn thiếu màu nào nữa không? Còn cánh tay nè, cánh tay của nó đây nè, cánh tay của nàng công chúa là cái gì? Dạ, cánh màu cam luôn. À, màu cam. À, đúng.
Đó, để các bạn tiếp tục lấy cái màu cam nhé. Đó, tô ngay cái cánh tay. Cái này. Ừ, rồi, cánh tay của nàng công chúa. Phải ngồi thẳng nha, phải thôi thẳng lên, đúng, giỏi. Đó, phải vậy đó, chứ đừng có mà cong xuống là cong lưng đó, đúng. Đó, cái ngừng tiếp tục tô cái cánh tay của nó là màu cam. Rồi. Còn thiếu cái gì nữa không? Cái này. Xong rồi hả? Này được chưa? Rồi ok, đưa đây ba. À, xong rồi phải không? Xong chưa? Xong hình chưa? Coi còn thiếu cái vị trí nào không? Không. Không hả? Rồi, đưa đây ba coi. Đây, đây. Ok, quay lại đây cho các bạn xem nha. Đó. Đó. Đây là cái hình mẫu của bé Khánh Ngân đã tô theo cái hình mẫu nha các bạn nhỏ. Đó, đây là những cái nét bút đầu tiên của bé Khánh Ngân tô đó. Đó các bạn thấy giống không? Tuy là cũng gần giống nha các bạn. Đó, chưa chính xác 100% nhưng mà cũng gần giống. Đó, những nét bút thì cũng còn nghịch ngoạc nhưng mà về cái cơ bản là cũng theo khung nha. Đó. Đó, bé Khánh Ngân đã cũng biết chọn từng màu sắc để tô lên nàng tiên cá. Đó. Nói chung là đó, cũng ra được. Đó, cái này là đó, những bước này là những bước đầu tiên của bé Khánh Ngân nhé. Đó con rùa nhé. Ok, đây con cầm lên ba đó, cầm cái hình của con đây nè. Đó, để đó cầm vậy nè, để vậy con nha. Đó, nhìn lên đây. Đó. Con nói đi, con nói đây là những đây là hình của bé Khánh Ngân tô nhé. Đây là những cái các bạn. Các bạn. Đây là hình của mình nè. Đây là hình của mình nè. Đó, của mình tô đúng không? Đúng rồi. Nhìn đến đây chứ, nhìn đến đây cười nhè. Đó, đó, đây là những cái tấm hình của cái của bé Khánh Ngân tô nha. Đó, bước đầu tiên con nhìn lên chứ. Đó, cười với các bạn chứ. Đó, các bạn hãy tô theo mình nha. Các bạn hãy tô theo mình nha. À, rồi ok thôi, video tới đây mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Đó, những bye bye, hẹn gặp lại các bạn.